Anh cứ thích là nhanh xa, có cách nào để không phải kiềm chế không hả em? Anh ơi, gặp em thì mọi thứ sẽ trở thành đơn giản thôi. Phương pháp thứ nhất nhá, đó là anh phải luyện tập. Hàng ngày thì anh hãy massage cái đầu mũ cối thằng em, để cái phần đầu khóc ấy nó chai sạn đi theo thời gian, liên tục từ 1 đến 2 tháng thì anh không phải kiềm chế gì cả. Yên tâm là chiến đấu thôi anh ạ. Phương pháp thứ hai đó là anh hãy dùng cao xỉn xú nguyên chất bôi vào đầu thằng em trai trước khi chiến đấu. Với phương pháp này á, thì khi nào mà anh muốn ra thì anh phải gọi là tập trung cao độ thì mới có thể ra được. Và sau khi dùng hết một hộp á, thì cơ thể của anh đã quen với ngưỡng lâu ra và làm quen với phản xạ sướng mà không xuất. Sau này á, anh không phải dùng đến cao xỉn xú nữa mà vẫn đảm bảo là có thể là chiến đấu đến cả nửa giờ đồng hồ anh nhá. Anh em nào mà cần tư vấn kỹ hơn thì có thể gọi theo số hotline hoặc là nhắn tin cho Phương số Zalo, Phương sẽ tư vấn chi tiết cho các anh nhé.